bán xe xong rồi giờ đi bộ về nè. Chỗ này nằm gần nhà, lạnh quá. Đang kêu thằng Mỹ nó ra nó chở anh Tý về, mà đợi lâu quá anh Tý đi bộ về luôn. Không biết chắc đi bộ đây thế nào, gặp nó chạy vô. It's what car is this? My Civic. So you have Civic and you have the... I have two Civics and the Corrado. It's a bit Vietnamese. Trời ơi. Anh Tý bán xe xong giờ ra kêu nó chở anh Tý về nè. Chạy chiếc Civic của anh biểu diễn nãy giờ. In here. The smalls. You just smalls. Oh, I did when I spun. Yeah. I had to drift and get over mm-hmm, there. Mm-hmm. Look, ready. What? Oh, the R34. That's a chaser. Toyota. JZX100. Custom paint. I waited 6 months for that. 6 months? 6 months. It looked like R34. I know. Cho chạy Supra đi. Năng nỉ mà. Năng nỉ mà. What's that? That means you want me to let you drive the Supra. Yeah. Come please. Yeah. No, năng nỉ. That means please. Oh, okay. Đó, xe của anh nè, nãy anh chở anh Tý đi, anh biểu diễn, anh Tý rung thấy mồ luôn. I have my own garage now. So I can... Your own garage? Yeah, two car. Oh. Đó, anh lo, anh đổ, anh làm. I fix all the rust. Up on the hood. All original. Oh. Yeah. I got turbo kit for it. You will put the turbo? Uh-huh. You do it? Uh-huh. Oh, nó kêu nó có cái turbo, nó sẽ bỏ vô. You know how to do it? Yeah. You sure? Yeah. All original. Not even a cold air intake. Oh. That the car I saw before? Uh-huh. Oh. Uh-huh. On 4th of July, remember the first time? Uh-huh. Yeah, and I fixed yeah, those. Cái dấu của anh. No, this one, the Supra. That one's the Supra? The Supra. Oh, so mine's gone then. You're all gone. Yeah. You, the Supra, the guy, he delivered it, he do it. Oh my goodness. Man. Nè, cái đường lăn này bữa đang Supra, còn này cái đường lăn này của chiếc Mazda đi. Đó giờ anh đang lấy Tý cho anh chạy chiếc Supra. Bảo đảm anh Tý không nói anh lên để coi anh chạy nè, tắt máy liền rồi nha. Đẹp gần. It's called kill you with kindness. It look cute. Yeah. I told you to bring the water gun. It's not the real gun, oh, okay? Oh, I don't have any of those. Water gun you don't have? No. Your water gun, come on. No, that's not. Your water gun. Your body water gun. Oh, this one. Yeah. I have that. Này cảnh thiệt, kêu súng nước mà. Oh. It's locked, man. Đó, anh lên xe anh thử đó. Let's see you know how to do it. Oh, it's way down there. Give it a little? Yeah. No, don't give little. I think they saw. Too cold. Lạnh quá. Man, too cold. Lạnh quá. Chiếc mới 10.000 mai, họ bán 300.000 á, họ để thôi, chứ còn mua hay không là quyền của ai. Nhưng muốn để không ha, chứ 300.000 ghê thì ai mua. Lọ đồ carbon fiber. They spend good money on this one. They spend good stuff. This yeah. Not real. Not real, yeah, but the carbon but fiber. Yeah, expensive. Yeah. See, expensive. Yeah. Yeah. See, look good. I love it. Man. Yeah. Let go. No, you don't know how to drive. Hey, right here. See? No, look. Come on. I did
did. You did? Yeah. Mm. Oh, you have a nine finger, that's why. Mm. How we get in there? You don't know how to, he don't know how. No, no, that's how to. Clutch pedal feel weird. Very little. Your shoe too big. You cannot. No, I got it. It just goes. Yeah, very little. See, anh Tý nói nãy à, anh chê anh Tý, anh này anh chê anh Tý không biết chạy xe cho tới phiên ảnh á. À. Very little. It was stuck to the ground. Oh, okay. Now we're good. Uh-huh. Okay, okay. Rồi anh tắt máy này nha, bảo đảm tắt máy 100% này nha. Let the engine set up. Look, look, look. You on the seat gear? Man, you hear that? That sounds so good. Chút khô bên nhiệt, nhiệt độ bên ngoài á lạnh quá mấy bạn. Cái bánh xe chạy cái là nó quay, chạy cái là nó quay liền à, là nó lạnh quá. Đó. À, nó anh cũng ghê chứ, anh không để tắt máy là anh quá dữ á. Tại cái chân côn của nó á, chút xíu à, ngã ra chút xíu à. Số 4 là nó đã quay bánh rồi mấy bạn thấy không? Ghê lắm. Ờ, đó hết hồn luôn mà. Ờ. Tại vì trời lạnh á, trời nóng thì không bị ít because it's cool weather. Yeah, right? Yeah, 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 the hot weather it's okay. Here. Yeah, turn left here. Chạy qua Rahim, thế nào Rahim cũng lấy xe ra biểu diễn nữa cho coi. Thấy có hai cái blow quá vào hàng gì nó kêu quá trời luôn. Đó Rahim ra đó. Yeah, that's the yeah, wallet and phone free. Austin wallet. Yeah, twin turbo Supra của đó, cái twin turbo của chiếc Supra original đó. Đó, chút xíu à. Mình lấy cái này ra, cái bỏ một cái turbo vô bự đó, hai cái chút xíu à. Chú chay gì á của Supra đó. Đó. Supra đó nè, tay lái bên phải. Supra mà tay lái bên phải không có giá trị, ở bên Mỹ không có giá trị bằng tay lái bên trái của Mỹ. Tại này xe bên Nhật nó nhập qua sau này á. Đó. Không biết mà ông lấy thì khó liền á.
Tired. Rahim, what? Good? It's sluggish. I know, it's late. Very late. And then it comes on like right now. Is it fast enough? Oh, we go home. Go home. It's cold. We could go to Florida. Did call? Yeah. Come on, man. It's like right now. Yeah, yeah. It's so cool. Cứ mỗi lần mình đạp mạnh ga cái nó spin liền à. Ghê quá. You think how many horsepower for this car? Man, like probably 500-600, maybe more. More, right? More. I mean, it's so fat, you know. We need to dyno. Yeah. 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 We do in the summertime and fix everything. Mm-hmm. Chạy về quay phim luôn ngầu quá. How old are you now? 26. Oh, yeah. 26 tuổi. You look, man. Yeah, you look young now. I know, I can't look. I got a haircut. Oh. Cleaned up. Yeah. Cho anh tí leo leo cây hoài à. Hẹn giờ không đòi nó xuất hiện hết á. Xin chào. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Ok. Ok, yeah. Ok, that's English, ok? You don't have to say. Oh, yeah, I know that part. I left my keys in here. Nobody steal it. Look the tin window, chú sau đó. Limo. Limo, yeah. And 20% on the windshield. You know, I like it like yours, dark. Oh, anh nói anh tin dark, anh tin ở trước nữa nè, thấy chưa? Tới thui luôn, đó. Năm ngoái anh để hai cái mót đó mà anh để nữa rồi nha, coi nha. Đạp con tí thức dậy rồi nha. I'm gonna crash this car. The clutch doesn't feel like the Supra. It's super soft. I push it down, I'm like, oh man. Ghê chưa?